và 5 đều. Cầu quá hay, đổi ra cầu 7-6. Qua. Hai tình huống đập cầu liên tục. Không được. Rất tiếc, đó là cơ hội để ghi điểm của Xuân Hưng và Văn Hải cần phải sớm cắt. Mười một mười hai. Chưa phải là những điểm số đáng báo động, nhưng chúng ta cần phải ngắt được chuỗi liên điểm. Mười chín mười. Trận đấu này là khá tệ. Rất tốt, thắng trong trận đánh đôi này để đưa cuộc so tài vào trận thứ 5 quyết định và là trận đánh đôi thứ 3. Nhưng hiện tại thì các tay vợt 14-20. Và pha đưa cầu rút lưới của... Nếu để thua trong set đấu này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ dừng bước tại tứ kết. Nội dung... Hay không? Và 3-0, các tay vợt của Malaysia đã gặp khó khăn ở nửa set đấu đầu tiên. Nhưng 4 điểm liên tiếp dành cho hai tay vợt của Malaysia trong set đấu thứ hai này. Nhưng và Văn Hải bối rối. Đơn giản, nhưng chúng ta thấy là Phạm Văn Hải hay được. Đồng đội Xuân Hưng thì Văn Hải đang mắc nhiều lỗi hơn khá nhiều. Và Nguyễn Xuân Hưng và Phạm Văn Hải ở trong phần còn lại của set 2 hay không? Và ngay lập tức chúng ta đã có điểm sau quãng thời gian nghỉ. 61. Tám mươi một, còn là 3 điểm. Chín mươi một. 4 điểm liên tiếp. 0 được. Cầu 12-9. Và
11-12 trận đấu này. Còn đến 6 điểm, còn đối phương mới chỉ lên được 1 điểm. Đổi giao cầu. Quá hay. Rất thuận lợi. Chạm mép lưới, may mắn. Không thể bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đập cầu này của Chia Quỳnh. Mười tám mười hai, kéo điểm số đến 11-12 và có cơ hội để cho mình 12 đều nhưng bỏ lỡ. Và kể từ đó để cho đối phương lên đường liên tiếp mang về tấm vé vào bán kết nội dung đồng đội nam dành cho các đội tuyển của Malaysia tại SEA Games 32 này. Phòng thủ rất lớn ở thời điểm hiện tại, nhất là khi đối thủ đang dần truy về người thi đấu trận thứ 5 nếu như cuộc so tài này phải diễn ra. Và người giành match point sẽ là rất quan trọng. Rất. Cộng quân mình được. Và đây là một điểm rơi nhạy cảm nhưng các tay vợt của chúng ta đã không được tính điểm. Và như vậy là chiến thắng trận set đấu thứ hai đã thuộc về phía trong 4 trận đấu, đó là ở trận đánh đơn khi